tự nó bị ổn ồn bạn một mà thời gian à, bạn một thời gian đại xa tại lục ồn ốt đà à, dư vẹt xa mà nè ốt đà nó lục chọc bà lòng chọc lòng chống đi bà chọc bà lòng ấy là bà Chăm mình chống mẹ nè chống mẹ thì tí bì ấy tí tí đại tí chi nam bì đại bài chân nam tập ấy cái này nè đại chân nam hay đại bì cho con với chăm thì mạng năm tí tí chàng thì tự tí trị phùng triệt phùng đấy cái này dạ hay bà sang chi thập đá bà lót nó cho bà này đấy về bàn lẹ đấy đấy và sau đó là bà cài xong 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 nề xong ở lấy luôn cài 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 mở thò cài vô cài chlạt nè hay mua bàn bông bay bây giờ xa mua bàn bông bay và xài hay chôn mán ở đây này cái này mà phải bay cho nè chôn này dụ mà phải bay cho nam hay là môn bị khổ là ốp sàn và tìa lưu tha phòng bua cho cho nam hai vậy cái này nè tại cho nam hai đừng mạch mà đây đừng mạch mà thế nè chất đất từ sát sờ và lưu tha miên nhiệt nhôm gọt chuối ốp thòm nè chuối gọt miên sát thịa gọt miên sát thịa trong bóng bua gọt là bọt chịp sẽ cứ bua chỉ bị khổ sang bật tiền ấy cứ cầm rò miền á cầm rò miền bị bua chỉ bồn chỉ phần là thì sang sập bàn nên bằng cả bồng bua có lập bật bàn chui tơ trồng trong Phật tử sa sơn à cái nào chẳng ngày này nhom cái nào tham phiệp chỉ thằng ngày tu bật bồng cung nhom cái nào tham phiệp xong ra thầy cùng cùng và chuẩn bị này và tay rót đời sẽ đầy cơ rộp chặt là đọc cài lên xôn chặt thầy cùng cùng xâm đại và sẵn gửi thằng phi gần nạc chỉ tì cơ rộp xa rạc bằng vua xôn này hai ngày đi cô chỉ thằng ngày người đồ ưu đồng một đồng đấy cái này đại chỉ thằng ngày bồn bồn châm ra ơn sợi sợp sức quân thị vệ rì chung bùa xâm đại chỉ ở mặt chắc chung luôn bày và ơn đại bà rụp cảm bệnh thị này là vọng chung bù cái ai là cứ vọng xâm đại ở lùng hình là đại bàn bà rụp nâng cảm bệnh thị này là nông niềm tu bà rụp bông cung nhóm cả là chia côn chia chào chia sơ chia bà sòn xôn bà kênh nâng lực bất tư nơi mà hà có sò đại chia bà xe cứ xôn côn bà rụp mây này bà bút bà thua bà sòn bà rụp tàng ở tế bà đà tàng lai đã thật thay ra xa nơi khổng cho cả mà bà chạy xua tàng của mùi choan rưu mùi tế bà đà thật thay ra xa nơi tức đây bà chia chạy cam bà chia xôn sát tế bò chạy bà kênh tò sắp đá chị ở mà chạy tàng bày bà ơn đã bà rục cam bà thi nơi khổng bà lìa cả tháng ngày đi tháng ngày sai xôn miền bà rì sọc bà phía bà lò bò rà bò bà chút nè mì dụ yên dụ bà nhà nhiên nè phư xoang nè cung chìm lúc xùm mẹ con chào sự mẹ bút tập ô xa sự mẹ bà xong group mà chật than cái nà hay khi ông cái nà xong bật phải một cơm cái nà con chào của bà ông đang ơ đào dịch đầy group cao cái này xong châm ràn bao nhận nhôm bà xây group 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 mà chật than tiền khăn ông sọc nâng cái sọc đầy mẹ trái thò cái nà bên đi cứ mong bầm bờ hà bầm bờ cái nà cứ nơi vọt mong cô lô vọt xoay đằng cung đài tư bà bằng cung khi ông cái nà thamạp hiếp bạn bạn tiếp chọn nơi cam vị thi ở bộ rùm nơi ở bộ rùm đó bút bộ sát chỉ sẽ cứ dừng bạn ở tổ nơi chùm này chỉ sẽ cứ thân này cùng nhật và nhà mà ở đây bây rùm chùm này tất đọc nhận nhuộm chế bút bộ sát đã group mà chất hạt tục chìa cắt tệ xâm ra bàn cả bị trả lần này được không đồng này để chỉ vết cái này hai tháng đi khi ông cái này xong là vừa sẽ đi đọc an đọc ổn cái này tại đọc ổn bàn chết ở các vị vua mà thì dạ thân lòng môn ý cái này hay đọc ổn
ជាប់រវល់ណាជាប់រវល់មើលមេរៀនផងជាប់រវល់អឺប្រឡងផងទើបជាប់ថ្ងៃហ្នឹងឯងបងណាទើបជាប់ថ្ងៃហ្នឹងឯងសូមសង្កេតថាលទ្ធផលនឹងទទួលបានផលល្អបងណាសូមប្រគេនពរដល់បងប្រឡងជាប់ណាហើយនេះខ្ញុំកុំឲ្យខាត់ពេលយូរណាសូមលោកអូនលើកជាធរបតជាធរស្មូតលើកជាកតិសម្រាប់ដល់ញាតិញោមទាំងអស់មកទុកបានជាកតិក៏ដូចជាធម្មសង្វេគនៅក្នុងរាត្រីនេះគណៈលោកអូនសូមនិមន្តភូមិធរភូមិសោកងើយអូនបនទៅមុខកូនរងមិនត្រូវមិនស្ដាប់វាចាទេសនាម៉ែឪតែងចងឲ្យអល់ផ្លូវប្រាំកូនប្រុសស្រីតែកូនមិនដឹងច្រើនណាស់តែខឹងនឹងម៉ែឪស្ដីតាមពិតណាស់គួរស្ដាប់ម៉ែសំសំដីលោកហើយកំបីគោរពបូជាដូចស្ដាប់ហើយប្រសងហើយលំអន់អោនអងហើយបង្គំវាន់ទីព្រះពុទ្ធដាងក្បួនឯប្រជួឈ្មោះថាពំពីចាគ្រូខាងដើមពេលយប់ប្រលំមើលកាលឲ្យក្រមអើយຕ້ອງដាំងហើយដេញហើយបញ្ញាំងពីយំប្រុំពុនរែងកុំអើយຕ້ອງប៉ុណែងនាងផងទាំងឡាយមើលគេអ្នកមានអើយគេមិនអត់ក្លៀនមានប្រាំងកាំងចាយរួងគេបានស្ដាប់នៅច្បាំឪពុកម្ដាយទឹមបានសំបាយនាលោកនេះហងនិងធទូលមានអើយរបស់មានដានឹងបីដាផងបើកូនបានស្ដាប់នៅច្បាំកូនឡងទឹមអូនអើយលែងឆ្កងចាំងបងស្ងួនពងាព្រះពុនដាំងឈ្មោះបាលីពីរស់ងើយ
ឈ្មោះបំបាទេវីទេវតាខាងដើមអើយអ្នកផ្ដើមរាំងសាបុណ្យត្រីបុណ្យត្រាហៅទេវតាព្រះកណាសុំអនុមោទនីសាធុសម្លេងដូចសាធុរអរគុណពួកណាអរគុណបងប្អូនបងប្អូនកណាព្រោះដោយសារតែការនៅហត់ប៉ុន្តែនៅតែសម្លេងនៅតែល្អកណាកណាទោះយ៉ាងណាក៏គួរជាទីស្ដាប់ទួជាទីរីករាយណាលើកឡើងនៅបាត់ដនឡងលួយគណាអមជាមួយនឹងពីអបរំទូមានដ៏ល្អល្អះនៅក្នុងច្បាប់គ្រប់មេដាបេដានេះគណាហើយនេះជាការប្របីណាគណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាបព្វចិត្តមិនថាកុហកទេគឺត្រូវគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយបានដោយគ្នាគណៈមិនទៅតោះខុសអីទេណាការគោរពមិនមែនយើងអាចទៅថ្វាយអង្គមមិនមែនទៅអីទេគឺយើងអាចទៅបំរើគាត់ឬមួយមើលការខុសត្រូវគាត់បានដោយកុហកអញ្ចឹងដែរគណៈហើយគណៈលោកអូនហើយមានអីចង់បន្ថែមក្នុងរីត្រៃនេះទេណាអាចលើកអ្វីផ្សេងក៏បានដែរគណៈគណៈមើលទៅដូចអស់កម្លាំងណាមើលទៅដូចអត់ល ਹਾ យណាណាមើលទៅដូចណាណាតែដូចអីទេលវើអីគណៈទៅដូចលវើអីគណៈហើយគណៈឡើយនេះម៉ោង 8:05 នាទីហើយលោកបងអូនគណៈគណៈអរគុណបងទីលោកបងអូនណាគណៈដែលបាននិមន្តចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះណាស់គេពលបងសុភាពល្អប៉ុណ្ណាជន្មយឺនយូរហើយសម្រាប់បានគួរតែក្នុងបំណងជីវិតណាយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រាប់ដូចបំណងបងណាគណាបងអរគុណច្រើនគណាណាសូមកថាអង្គមគណាលោកអូនបងណាខ្ញុំគណាសូមកថាអង្គមសាជាថ្មីណាបេតារានុតរៈពុទ្ធអង្គដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីគ្រប់កោក្រែងសូមចម្រើនពរញោមញាតិប្រសិទ្ធគ្រប់រូបគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់សាជាថ្មីម្ដងទៀតនេះគឺជាការលើកឡើងបន្តណាជាការលើកឡើងបន្តនៅចំណុចទី7ណាចំណុចទី7ដែលលើកឡើងអំពីអនុពវេតោអនុពធាតោគណាហើយនៅក្នុងចំណុចនេះហាក់ដូចជាខ្ញុំគណានឹងដូចជាវែងជាងចំណុចមុនពោពីព្រោះដោយសារឃើញចំណុចនេះមានការចាប់អារម្មណ៍មានការសាព្រោះនៅក្នុងសង្គមយើងច្រើនដែរគឺថាការមិនតេះដេអ្នកដតីការមិនបៀតបៀនអ្នកដតីនេះគឺថាក្នុងកាលពីខាងដើមណានារីត្រីមុនមកខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពបានលើករួចមកហើយណាលើករួចមកជាច្រើននៅក្នុងសេចក្តីនេះនៅក្នុងអត្ថន័យនេះណាប៉ុន្តែនៅតែមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឡើយណានៅក្នុងការលើកឡើងជាសេចក្តីបញ្ញាបញ្ញុលឬមួយការបកស្រាយនៅក្នុងចំណុចការមិនតេះដៀលអ្នកដតីការមិនបៀតបៀនអ្នកដតីនេះនៅតែមិនតាន់បានគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជួយឡើយហើយណាមួយការមិនតេះដៀលអ្នកដតីការមិនបៀតបៀនអ្នកដតីវាហាក់បីដូចជានៅក្នុងសង្គមយើងសព្វថ្ងៃបាននឹងកំពុងតែប្រើនៅពាក្យការតេះដៀលប្រើនៅការពាក្យបៀតបៀនណាទោះតិចឬច្រើនតែងតែមានការប្រព្រឹត្តទៅជាប្រចាំណាជាប្រចាំដោយការតេះដៀលបុគ្គលនេះដោយការតេះដៀលនៃបុគ្គលនោះដោយការមិនស្រឡាញ់ការមិនពេញចិត្តការមិនចូលចិត្តការស្អប់មួយដោយបញ្ហានិន្នាការណាមួយយើងតែងតែពោពាក្យតេះដៀលគ្នាដោយប្រការៈផ្សេងផ្សេងទៅតាមគំនិតទៅតាមអារម្មណ៍របស់យើងដែលយើងយល់ឃើញបែបណាដែលយើងមិនពេញចិត្តមិនចូលចិត្តបែបណាយើងក៏ពោពាក្យបែបនោះដោយពាក្យអសុរោះផ្សេងផ្សេង
tại bị ác sử dụng xem xếng đại là hô tập đó miền bậc cô khác quạt lực là chê bậc cô để cô chế làng thàn su đôi kỳ chạp đặt nè trong chùm nội ní bà dương sắp xài bàn lục ắt nâng si chùm rời tới vì hạ bị đồ chìa đào tùy ổng bì bút ở vạt vì đào tùy ổng bì bà bút tật đầy ca đài bà xàm mà xàm bút trông trạng xâm đánh làng nơi khổ nông thang ngay đập ràng ca khai miệng đã chìa thang ngay mùi đỏ cha bà gọp tật đầy chạy trọng kẹo mà hà sẵn để bát chìa thang ngay mùi đài bà bút tật xác xà bàn lược chìa cô ca chìa lẹ khăn tế ca xâm rạp chìa tức đầy dư hà đã chìa tức đầy trong ô bằng hành dược từ ao prum tu miên từ đó put từ bồ đề sát mình tha ba bậc chất mình tha của hòa ca lực lang hay trầm tại bàn lực lang tại phần nội đế cứ vi hát bị đôi chi sa pru ông ruồn tiền dược nơi bậc cô mùi chùm nuôn ở vô bẹp ni từ tiệt bậc cô đại vô bẹp ni hái có bàn sa pru nơi ông pơ nơi tùng vơ nơi xích đầy nốt bẹp nổ tiệt nè cứ cả chế bồ cô để cua chế nè tẹt điệt cô là cua tẹt điệt đứng làng thàn số đôi kỳ kỳ chập đạn dần anh ấy bây giờ này dương giờ từ tiếp thiệp chỉ mùi nồng put ở vát ở lô sầm đài thà anu bồ việt tổ là mình cua nồng tẹt điệt mình tẹt điệt nè đột tẩy nè anu bồ việt tổ anu bậc kia tào mình biết biết nè đột tẩy chia chia bằng cổ chia tập bạc thua độ đòm chia thua độ đòm nọ đại bà sa ma sam pô tông sam đại tha bà dương mình tết điên kê tế chúng một thầy dương bàn phơi nửa thua độ đòm mày dương mình biết biên kê tế chúng một thầy dương bàn phơi nửa dịch đầy độ đòm mày anh nâng bàn dịch đầy tha cả na dương tết điên kế vị chia càng nghe thọc tiếp vị chia ở tôi chỉ rất vị trí ẩm bơ ạc rõ nên thì tôi chẳng ngày bằng tay xa mà xa bút trông mình sổ xa mình bồ mình ban ai bồ sát tàng lái miền bị khô xa mà nê rưu mùi miền bút tập bồ sát tàng nốt ai thì tết điên nè đồ tây thế mình mến tết điên nè đồ tây lang thang xưa đồ chì kê chạp đạt thế đôi chiếc nhóm tu bà bằng cung nhóm bà cạc nà lược lại mà sờ mình chẳng thò mà đá ông bơ tôi chờ rách đàn lái đại cao ít lãng tam đà rì dạ vì chạy tôi chờ rách chí à vút đò xà hài chí à vút đò mút sử vút chiên à vút nà nà đà ngọt à vút đại cao ít mô ông bì tôi chờ rách đại chanh mô ông bì biết sống đầy dương đáng cứ viên xa hai viên mất xua trên ạ vút sắp ngay để tiền miên ạ vút nà môi lơ lộp ní xa hai bây sai xa hai dung nóng nâng khô khơ on the right vì nế đôi chí ấy đôi chí biết sống đầy ạ cọc ní tê cả nà dương bố biết ạ cọc chmua thay dương bàn xa bố nơ ẩm bơ ạ cọc cái này dân sao pru nơi ông bơ ạc rõ cứ dân đam nơi bú ạc rõ cứ dân thơ ạc rõ xích đầy khuôn ánh nâng thơ xích đầy ạc rõ chung bú nè đột đầy khuôn ánh cất đau cửa hai chạp chạy đầy ông bơ cất đau cửa hai nơi ca khăn xâm bà thơ mà đá bậc cô chế viên mặt đáy chi bậc cô tổ chạy chạy đề mình bên chi bậc cô đầy miên bê đông xa át bó để xót chi mà nốt đầy miên ạ thì viên sẵn nạc khăn tay bất bậc cá đề bà cô đã khăn xóa chê bà má tết điên nè đợt tế chú mô thay chìa bà cô khăn bà cô bán tốt nơi khuôn ai chìa bà cô miên nơi ác có sao là chật chìa tốt nơi phơi chật bà ta hơi chìa tốt nơi phơi chật bà ta hơi bán dịch đầy thay nhang bà giao tầng lái ở đó bà nơi dịch đầy tục ở đó bà nơi dịch đầy vị niệm bán lúc xong đáy mùi tiết thay bà cô nà đã khăn nâng bậc cô đợt tới rưu mùi bậc cô đại miên ca khăn để thơ ca nghe xâm ra chất chung buộc cái ca nghe nốt rồi mến đó nơi dịch đầy tục đó nơi dịch đầy tục nên chẳng ca nai dương chê bậc cô đại cô chê lang thang xua để kì chặt đạp bẹp ní việt đa khót việt đa tôi ẩm bí bốt thể ảo vạt việt đa tôi ẩm bí biết tù miên
ដែលជាមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងណាយើងតេះដៀលគេណាដែលខ្ញុំប្រកាសថាភាពលើកពីម្សិលមិញយើងតេះដៀលគេពេលដែលយើងតេះដៀលគេសួរថាតើគេសប្បាយចិត្តនឹងឲ្យយើងតេះដៀលទេគេសប្បាយចិត្តគេរីករាយគេពេញចិត្តឲ្យយើងតេះដៀលគេទេដោយយើងប្រើពាក្យជេរប្រមាថការទៀនគេដោយបការៈពាក្យសម្ដីឆ្កែឆ្មាគូកបីរហូតដល់ប្រើពាក្យអាអញហងងែងពាក្យព្រួតក្រៀតជេរបតិចផ្ដាសាប្រមាថការទៀនដៀលពូចដៀលសះដៀលមយាទដៀលអីនេះតើសួរថាវាជាអំពើល្អទេវាជាការងារល្អទេវាប្រកាសថាជាបុគ្គលបែបហ្នឹងឡើងថាសួរទៅគេចាប់ដាក់បើការជេរណាការជេរប្រមាថការតេះដៀលនាំឲ្យឡើងឋានសួគ៌ម្លោះនៅក្នុងសកលលោកនេះក្នុងពិភពលោកនេះគេនឹងបង្កើតសាលាជេរឲ្យបានច្រើនហើយគេមិនបង្កើតសាលាក្នុងការអប់រំអប់រំមនុស្សឲ្យស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់ស្គាល់ទុនស្គាល់រឹងបាទស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់ណាស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបណាអញ្ចឹងយើងឃើញទេថាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលនៅក្នុងពិភពលោកយើងទាំងមូលរួមទាំងស្រុកខ្មែរយើងផងប្រទេសយើងផងដែលបានចំណាយនៅថវិការាប់រយរាប់ពាន់រាប់លានដុល្លារដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាលនៅក្រមសីលធម៌បណ្ដោះបណ្ដាលថ្នាលធនធានមនុស្សដែលប្រកបទៅដោយមនុស្សដែលមានចំណេះចេះដឹងជាបណ្ឌិតពិតប្រាកដដែលពោពេញទៅដោយសីលធម៌ដែលមានគុណធម៌សច្ចធម៌ពិតប្រាកដនោះដែលយើងថាជាអ្នកមានក្រមសីលធម៌នោះស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវនោះស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់នោះហ្នឹងឲ្យយើងចេះប្រើពាក្យផ្អែមល្ហែមឲ្យយើងស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំស្គាល់បងស្គាល់ប្អូនឲ្យយើងស្គាល់ទៀតស្គាល់ពូនោះតើការបណ្ដោះបណ្ដាលបែបហ្នឹងវាមិនអត់ប្រយោជន៍ទៅហើយណាវាមិនខុសទិសដៅរបស់យើងដែលយើងចង់បានថាគួរជាបុគ្គលឲ្យគួរជាឡើងឋានសួគ៌ទៅគេចាប់តាក់នោះវាខុសនឹងអ្វីដែលយើងដើរទៅហើយមែនទេអញ្ចឹងបានន័យថាពិភពលោកទាំងមូលនេះគឺវាដើរខុសផ្លូវដែលយើងចង់បានតាមការពិតវាមិនមែនខុសផ្លូវដែលយើងចង់បានទេការចង់បានការយល់ឃើញរបស់ក្រុមយើងមួយវាក្រំជាការយល់ឃើញទៅតាមអារម្មណ៍ទៅតាមមនោសញ្ចេតនាទៅតាមការគិតឃើញតែប៉ុណ្ណោះណាវាខុសអំពីពុទ្ធដីកានៅក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងពិតណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សពោពេញទៅដោយរាគៈទោសៈនិងមោហៈគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយជាពិសេសអ្វីដែលសំខាន់នោះគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់វាសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលជេរបុគ្គលហ្នឹងជេរយើងហ្នឹងមិនថាអាត្មាក្តីឬមួយញោមញាតិកណាកុំចាស់កុំអងក្តីគ្មានបុគ្គលណាសប្បាយចិត្តទេវាលែងតែបុគ្គលដែលមានការអប់រំចិត្តខ្ពស់ហើយមានចិត្តធ្ងន់ល្អហើយនៅក្នុងការអប់រំចិត្តទើបមិនញាប់ញ័រមិនទៅខឹងសម្បាជាមួយនឹងបុគ្គលដែលតេះដៀលនោះប៉ុន្តែយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនោះមិនបែបនោះទេតែបើសិនជាយើងតេះដៀលអ្នកដតីប្រកាសណាស់អ្នកដតីគេនឹងតេះដៀលយើងវិញដោយប្រការៈផ្សេងផ្សេងឬមួយដោយទង្វើផ្សេងផ្សេងបកមកលើយើងវិញណាអាហ្នឹងបើសិនជាយើងនៅមុខគេវិញយើងឈរនៅមុខគេណាយើងច្អល់គេយើងជេរគេប្រមាថការពៀនគេដូចជាខ្ញុំប្រកាសថាភាពលើកឡើងពីម្សិលមិញអញ្ចឹងបើសិនជាធ្វើបែបនោះវាអាចនឹងមានរឿងអីកើតឡើងវានឹងមានរឿងកើតឡើងយ៉ាងប្រកបតិចឬច្រើនវានឹងកើតមានណាកើតមានដូចជាតាមរយៈរហូតដល់វាយដំច្រំធាក់រហូតទៅដល់បទុសរាយកັບសម្លាប់គ្នាចឹងតែដោយសារតែពាកសម្ដីពាកអសរុះរបស់យើងហ្នឹងណាទោះបីជាយើងដឹងថាគេធ្វើខុសក៏ដោយណាយើងធ្វើខុសក៏ដោយក៏មិនគួរកប់បីនឹងជេរគេមិនគួរកប់បីនឹងប្រមាថគេមិនគួរកប់បីនឹងប្រើពាកអសរុះផ្សេងផ្សេងទៅលើបុគ្គលដែលធ្វើខុសនោះទេណាធ្វើខុសនោះទេ
đăng thay bậc cô thưa khó hơi dương tới chế bằng mát cạp tiên tại bậc cà rạc xe xe nụ mình bèn chế ca nghe rồi bỏ sao bỏ rọt tê nụ mình bèn chế ca nghe rồi bỏ bẩn đất tê bẩn đất luộc mình bàn bờ bia chế đọc bây cài bè bậc cô lạc rõ cài bè bậc cô mà cha thật thế chế mình đọc bây cài bè bậc cô đại miến áo vị trí dân hồn tê cứ lúc bà mê ta cả nạp có đại bàn nhà bật bật cọt được thông tin nốt đau ý lúc mình cài dù ông biết ẩm nào nên chỉ vật bật bật cọt ta bật cô nốt cú đừng tọp to đầy vị thị ná cú đọc sai đừng bọ sai đòi vị thị ná chẳng bộ bật cô đại miên cũng nứt rồi mùi đại miên kệ đi ra bật khó nữa chỉ bê về lìa bà này thầy dân xóa ca lãnh vụ ta xóa ca ở bê na cua nên dây mươi bậc cô nút đại biện ná cua bà biện ná tơ chung bu bậc cô nút nông cả lạ thì xa xong cua nà anh ấy hãy đại dân trớ kết dân trớ bị trả ná hãy dân trớ ăn được vọt bàn cổ khăn nìa bà xanh chỉ dân chế nông bòm đoan ở vây gọt đài nông bòm đoan chăng ai kê cái bài chẳng ai kê đào mà rộp lợi trớ có dư mần trớ bà bị chìa kê đài dương công tăng khuôn chìa nẹ bày đá bà mần nụ hộp lốt dương công tăng khuôn chìa mần nụ lọ chìa kê dương công tăng khuôn ai thà chìa ở bốc mặt đài kê sọt nà ở bốc mặt đài chìa con bà con sấy chìa rương thò mặt đài chìa chấp bạp thò mặt chìa đã ở bụng mặt đài tay từ miền biển thôn biển xa chế tích câu ôn chỉ rương thơ mặt đá không chỉ vứt cửa xa còn tay vì bận bóng co bánh nhà hát đo chùm lua từ đó ca cáp sầm lạp rồi viên ở bụng mặt đài nâng câu ôn tê đài xa ấy đài xa ta cun là thua rộng bơ ở bụng mặt đài vì thông ngôn nạ sầm lạp câu ôn bó xây nộ vì thông ngôn nạ cả nà ở bụng mặt đài khăn nâng côn bà biết bằng cọp bay chung bua côn tay bà ca rạng nà mùi chê tà nà cái đây ạ chê tà nà cái đây nâng bỏng non chẳng ai côn cài bà chẳng ai côn đào mở rộng phơ trơ chẳng ai côn đào phơ trơ chẳng ai côn khom prăng khát khom thua cái ca nghe khom prăng riêng sốt chê nâng bỏng non nốt vì chê chê tà nà lõ rộng bỏ ở bốc mặt đài chê chê tà nà lõ chê tức chất lõ rộng bộ ở bộ mặt đài dương dương tăng ổ khăn đi mình miên bộ cô ná miên tức chất lõ bộ sốt ngôn cổ phòng co từ lưu bộ cô đợt tới xây tiết đôi chi ở bộ mặt đài miên chung bộ côn rộng bộ khuôn nụ tê bà thân thì dương tăng khuôn ấy dương chê kê phù là dương miên ổng non lõ dương lực hạt phò nó khuyên bốc mặt đài chê cầu nó bị bạp thằng ná mặt đài chê cầu ở bốc chê cầu thì bạp thằng ná vì miền tục thằng ná thế nó bị chê rương ở bốc mặt đài dương mình ai vô rương ở bốc mặt đài vô mà thôi chỉ rương nó bỏ dương hay dương dục lê dục từng vơ từng ơn thì chê bà cô xem tiết bán đôi đôi xịt đầy nó vì mình miền này vì bố thân nạ chất rồi bỏ ở bốc mặt đài nâng thân nạ chất rồi bỏ dương chê bà cô xem tí tây bị khía tụ bây chỉ cao được nông bụi xa từ mũi được khía phần tái vì mà men cao được nông sạch chiêm tại tranh pi ủ tô nơi mặt đài từ mũi ấy ngày dương ca tranh pi ủ tô nơi mặt đài sen khía tụ bây giờ dương thì dây phía xa từ mũi cả đài có tầm ngôn nấy này cốt là thua là bao dương nơi tranh ở phần mặt đài khẳng nè tiếng cốt là thua tiếng xây là thua nè anh cứ dương lời tranh khẳng nè xong bay ta cả na công cha cụp on cả đấy tụ bay chia cả na công cha cụp on nâng miền côn là thua khang ba từ so panna cả đấy co bằng xong cú nâng ca chê nè đột tây đà bật sân chi miền ca té đia nè đột tây chư mua thầy dương bàn đà kho lử đà kho tư đài đấy tụ sa ma sam put tru bàn tụ ca sam đài thá anu bồ việt tổ nè ca té đia nè đột tây là ca mình tệ địa là đợt tế chia tập bạ thua độ đòn chia thua độ đòn ca mình tệ địa là đợt tế chia thua nó một nơi sọc san để hiệp chia thua nó một nơi san để hiệp nông phải chặt phong chia thua nó một nơi san để hiệp nông sừng cùng phong
កណ្ដាយើងមិនតេះដៀលអ្នកដតីឈ្មោះថាយើងបានរំងាប់នៅភ្លើងមួយបាត់ហើយឃើញយើងបានរំងាប់នៅសេចក្តីក្តៅយើងបានរំងាប់នៅសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយមួយយើងមិនតេះដៀលគេឈ្មោះថាយើងបានចាក់ទឹកគឺមេត្តាករណានេះគឺយើងបានចាក់ទឹករំលត់នៅភ្លើងគឺយើងបានចាក់ទឹករំលត់នៅកំហឹងរបស់បុគ្គលដតីបើបុគ្គលដតីជាយើងតែប្រការៈផ្សេងផ្សេងចូលយើងបើណេះយើងគួរៀនយើងគួរៀនអត់ទ្រាំយើងគួរៀនអត់ធ្មត់យើងគួរៀនមិនតបតជាមួយនឹងបុគ្គលនោះដោយប្រការៈផ្សេងផ្សេងទៅតាមអារម្មណ៍នៃកំហឹងរបស់យើងឯងគឺយើងគួជៀសវាងបានយើងគួជៀសវាងប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាឲ្យយើងគិតអំពីបុគ្គលដែលមើលងាយបុគ្គលដែលប្រមាថកាបទៀនធ្វើបាបយើងនោះទេកាលណាយើងចោះចាញ់នឹងបុគ្គលបែបនេះឈ្មោះថាយើងក៏មិនបានធ្វើនៅសេចក្តីល្អដល់ខ្លួនឯងហើយក៏មិនបានធ្វើសេចក្តីល្អសម្រាប់មនុស្សដ៏ច្រើនដែរបានសេចក្តីថាបុគ្គលដែលជេរប្រមាថដែលការពៀនដែលបៀតបៀនយើងដែលបៀតបៀនយើងហើយយើងចោះចាញ់បុគ្គលនោះឈ្មោះថាយើងបរាជ័យចំពោះខ្លួនឯងយើងធ្វើឲ្យសេចក្តីចម្រើនរបស់ខ្លួនឯងថមថយដែរបានញ៉ាំងនៅសេចក្តីអាក្រក់បានញ៉ាំងនៅអំពើអាក្រក់ហើយរីកដុះដាលនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងនៅក្នុងដំណើរនៃជីវិតរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជាសពថ្ងៃនេះយើងតែងតែនិយាយថាគ្រួសារមានវិន័យនោះគ្រួសារមានវិន័យរបស់គ្រួសារប្រទេសមានវិន័យមានច្បាប់របស់ប្រទេសនោះបើសិនជាមានរឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងយើងត្រូវដោះស្រាយជាមួយបុគ្គលនោះដោយច្បាប់បើអ្នកដតីពោតេះដៀលយើងក្នុងចេតនាបង្កាច់បង្ខូចបរិហាគេឬមួយក្នុងបំណងទុច្ចរិតធ្វើឲ្យកិត្តិយសអាប់អោនគេឈ្មោះអានោះវាជារឿងដែលយើងត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់ណាទុកឲ្យផ្លូវច្បាប់គេជាអ្នកដោះស្រាយណាគេជាអ្នកជាអ្នកចាត់ចែងទៅតាមសន្តានទម្ងន់នៃទោះដែលគេបៀតបៀនយើងនោះហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលយើងមានបញ្ញាគឺយើងតបបែបហ្នឹងតបបែបហ្នឹងចុះបើសិនជាយើងនិយាយថាចុះបើសិនជាខ្ញុំប៉ណ្ដឹងទៅគេហើយគេមិនដោះស្រាយគេមិនអើពើគេមិនរវីរវល់ជាមួយផ្ទុយទៅវិញគេកាត់ទោសឲ្យគេឈ្នះទៅទៀតហើយកាត់ទោសឲ្យយើងចាញ់គេទៅទៀតតែយើងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចអានោះយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រច្រើនច្រើនទៅទៀតអញ្ចឹងលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមនោះទាំងអស់ត្រូវយល់អំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់អំពើទុច្ចរិតនិងអំពើសុចរិតពិតប្រាកដជាមនុស្សស្រឡាញ់សេចក្តីល្អពិតប្រាកដជាមនុស្សឈឺឆ្អើចេះជួយគ្នាពិតប្រាកដអ្នកបានសេចក្តីថាមនុស្សល្អទាំងឡាយដ៏ច្រើនត្រូវចេះជួយគ្នាត្រូវចេះរួមសាមគ្គីគ្នាត្រូវចេះពួតគ្នាជាកម្លាំងជាអំពើល្អតតាំងដោយសេចក្តីល្អបានន័យថាទៀមទាដោយអហិង្សាប្រើធម៌អហិង្សាគឺយើងទៀមទានៅយុត្តិធម៌ទៀមទានៅសេចក្តីល្អតាមរយៈការចងក្រងការរួមកម្លាំងគ្នាទៀមទានៅសេចក្តីល្អបើយើងឃើញបុគ្គលដតីរងគ្រោះរងទុក្ខរងវិបត្តិឃើញបុគ្គលអាក្រក់ជិះជាន់ធ្វើបាបយើងបន្តបតអ្វីមិនកើតហើយយើងនាំគ្នាគិតយើងនាំគ្នារត់យើងនាំគ្នាយករួយខ្លួននោះមិនមែនជារឿងល្អនោះមិនមែនជាទង្វើល្អរបស់សប្បុរសមិនមែនជាទង្វើល្អរបស់បណ្ឌិតទេបណ្ឌិតទាំងឡាយសប្បុរសទាំងឡាយដែលស្រឡាញ់អំពើល្អដែលស្រឡាញ់សេចក្តីល្អគឺយើងរួមគ្នាធ្វើសេចក្តីល្អរួមគ្នាការពាររួមគ្នាលើកស្ទួយអំពើល្អដោយផ្ចាញ់ផ្ចានៃបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តនៅអធัวនោះដោយធัวសេចក្តីល្អរបស់យើងណាកាលណាយើងទៀមទាដោយអធัวទៀមទាដោយអហិង្សាយើងទៀមទាដោយសេចក្តីល្អរបស់យើង
អញ្ចឹងការទទួលបានផលក៏វាល្អទៅតាមនឹងដែរវាល្អនឹងតាមនឹងដែរគឺបានតែក្តីថាការឈ្នះរបស់យើងគឺឈ្នះដោយយុត្តិធម៌តែមិនមានការឈឺចាប់ហើយទោះបីជាមានការឈឺចាប់ក៏យើងទាមទារបានយុត្តិធម៌មួយសមស្របដែលអាចទទួលយកបានទាំងសងខាងដែរហ្នឹងអានេះហើយជាសេចក្តីល្អដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតត្រូវធ្វើមិនមែនយើងជួយមនុស្សទាំងឡាយយើងកែប្រែមនុស្សទាំងឡាយដោយការជេរនោះទេហើយការជេរនេះវាមិនអាចកែប្រែមនុស្សឲ្យដើរមករកផ្លូវត្រូវបានទេមិនអាចកែប្រែមនុស្សមកឲ្យដើរផ្លូវល្អបានទេមិនធ្វើឲ្យមនុស្សមកឲ្យតម្លៃមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនបានទេជួនកាលគេអាចធ្វើតាមយើងតាមរយៈយើងដោយសារតែការគិតរបស់គេដោយកម្រិតណាមួយទី1ទី2គេអាចនឹងចោះចាញ់យើងបើន័យថាយើងជេរគេយើងប្រមាថការទៀនគេយើងបៀតបៀនគេឃើញគេបន្តឃើញគេបន្តចង់កែប្រែគេបើសិនចង់កែប្រែគេដូចជាខ្ញុំប្រកាន់អត្ថភាពទួលប្រគេននឹងចម្រើនពរពីខាងដើមសិលមិញអញ្ចឹងថាគេចោះចាញ់យើងដោយសារតែគេមិនអាចធ្វើអ្វីយើងបានដោយសារតែយើងមានអំណាចដោយសារតែយើងមានមានសក្តានុពលអ្វីមួយគ្របសង្កត់នៅលើគេដែលគេមិនអាចធ្វើអីបានណាប៉ុន្តែចិត្តរបស់គេក៏គេមិនសប្បាយដែរគេធ្វើតាមយើងមែនគេគោរពយើងនៅនឹងមុខមែនគេឲ្យតម្លៃយើងនៅនឹងមុខនឹងមែនប៉ុន្តែនៅពីខាងក្រោយខ្នងមិនប្រកាសថាគេគោរពនិងឲ្យតម្លៃនឹងការពារយើងទេផ្ទុយទៅវិញគេរកឧបាយកលរកអំពើណាមួយដើម្បីបង្ក្រាបយើងដើម្បីធ្វើនៅសេចក្តីទុកទោសចំពោះយើងនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយឃើញទេឃើញអំពើអាក្រក់ដែលយើងបានធ្វើអំពើទុច្ចរិតដែលយើងបានធ្វើដែលយើងគិតថាចង់ឲ្យគេកែប្រែនោះសួរថាគេកែប្រែទេណាបើសិនជាយើងមានអំណងល្អពិតប្រាកដណាយើងមានអំណងល្អពិតប្រាកដជាអ្នកមានបេះដូងស្អាតបរិសុទ្ធពិតប្រាកដអានេះខ្ញុំកណ្ណថាលើកឡើងមិនមែនថាខ្ញុំកណ្ណថាភាពនឹងមានបេះដូងស្អាតបរិសុទ្ធទេមិនមែនកុំយល់ច្រឡំអញ្ចឹងកណ្ណសូមកណ្ណកុំចាស់ខ្ញុំញាតកុំគិតបែបនោះណានេះរឿងល្អឬអាក្រក់ថាទៅលើកុំចាស់ខ្ញុំញាតទាំងអស់ជាអ្នកគិតពិចារណាប៉ុន្តែវត្ថុអំណងរបស់ខ្ញុំប្រកណ្ណថាភាពគឺចង់បានថាបើយើងជាមនុស្សបើយើងជាមនុស្សចង់កែប្រែមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងដោយបំណងល្អពិតប្រាកដយើងគួរកែប្រែមនុស្សទាំងអស់នោះដោយសេចក្តីល្អរបស់យើងដោយសេចក្តីល្អរបស់យើងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងប្រកាសថាឈ្នះមនុស្សកំណាញ់ដោយការឲ្យទាននោះឈ្នះមនុស្សក្រោតដោយការមិនក្រោតតបនោះណាឈ្នះបុគ្គលមច្ឆាទិដ្ឋិដោយការធ្វើនៅសមាធិទេដោយសេចក្តីមិនលែងលោះនោះណានិយាយការពុតសំដែងការពុតសំដែងសច្ចធម៌នោះអាហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងយើងអាចឈ្នះបុគ្គលដែលខឹងដែលបន្ទុះសារាយជាមួយយើងគឺមិនមែនឈ្នះបុគ្គលនោះទៅដោយការយកកំហឹងទៅកាប់សម្លាប់ទៅតបតវិញទេណាវាមិនមែនមានន័យបែបហ្នឹងទេកាលណាខឹងបុគ្គលស្អប់បុគ្គលដែលធ្វើបាបយើងយកអំពើអាក្រក់ទាំងអស់នោះបកទៅឲ្យគេវិញឈ្មោះថាយើងដូចជាបកគោនឹងអញ្ចឹងបើន័យថាចិត្តរបស់យើងទង្វើរបស់យើងវាមិនខុសពីបកគោនឹងឯងបកគោអាក្រក់រមែងធ្វើអំពើអាក្រក់ដាក់បកគោដតីបានសេចក្តីថាទាំងការពាក្យជេរប្រមាថការផ្ទៀងផ្សេងផ្សេងពោពាក្យអសុរផ្សេងផ្សេងរហូតទៅដល់កាប់សម្លាប់ទៀតបើសិនជាយើងធ្វើបែបហ្នឹងទៅចំពោះបុគ្គលដតីវិញឈ្មោះថាយើងជាបុគ្គលទុច្ចរិតឈ្មោះថាយើងជាបុគ្គលពាលដូចជាបុគ្គលនឹងដែរអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាឲ្យយើងមានមេត្តាករុណាប្រកបដោយបញ្ញាពិតប្រាកដដើម្បីកែប្រែបុគ្គលនោះឬមួយដើម្បីជួយដល់បុគ្គលនោះណាទុកឲ្យច្បាប់រដ្ឋនិងច្បាប់សាសនាគេវិនិច្ឆ័យទៅតាមសន្តាននៃទំនួនដែលគេបានប្រត់នោះតែអានេះហើយដែលខ្ញុំមកកណាត់អាភិបលើកឡើងចង់បញ្ជាក់ថាការយល់ឃើញថាការជេរបកគួរដែលគួរជេរឡើងឋានសួគ៌ដូចជាគេចាប់ដាក់នេះជាការយល់ខុសមួយណាជាការយល់ខុសមួយជាការយល់មិនប្រពៃណាជាការយល់មិនប្រពៃជាការយល់
ដែលប្រះចាក់អំពីពុទ្ធអាវាទដែលជាពុទ្ធដីកាដែលទ្រង់ប្រដៅចំពោះប្រជាពុទ្ធបរិស័ទដែលជាយើងទាំងអស់គ្នាដែលហៅថាជាពធัวជាមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធនោះលោកសំដែងថាអនុពវាទោការមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃណាការមិនបៀតបៀនការមិនតេះទៀលគេជាតបធัวជាធัวដ៏ឧត្តមជាមង្គលដ៏ឧត្តមណាជាធัวដ៏ឧត្តមណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដើរប្រជះនឹងទស្សន័យរបស់ព្រះពុទ្ធដែលជាមេរៀននោះគឺយើងដើរខុសហើយជាការយល់ខុសរបស់យើងហើយគណៈធម្មតាគ្មានបុគ្គលណាដែលយើងត្រូវគួជេរទេបើសិនជាយើងគិតថាបុគ្គលដែលយើងគួជេរហ្នឹងតើយើងប្រមាណអ្នកបុគ្គលដែលគួជេរហ្នឹងអ្នកបុគ្គលដែលគួជេរបុគ្គលដែលគួជេរហ្នឹងប្រមាណអ្នកយើងរាប់បានហើយយើងអាចជេរអស់ទេក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងនេះណាក្នុងជីវិតយើងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនេះតើយើងជេរអស់ទេតើយើងបន្តពាក្យជេររហូតទេកាលណាយើងជារាល់ថ្ងៃសួរយើងសុខចិត្តទេយើងរីករាយទេវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងអាចល្អបានទេវាអាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងស្រាលបានទេវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងឈប់ខឹងឈប់ស្អប់ឈប់គុំគួនបានទេកាន់តែជេរគឺកាន់តែខឹងកាន់តែជេរគឺកាន់តែដុតខ្លួនឯងណាកាន់តែតេះដៀលនៅដុតទេគឺកាន់តែដុតខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែក្តៅទៅឲ្យកាន់តែលំបាកទៅលំបាកទៅផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងយល់ដំណើរជីវិតថាអោជីវិតរបស់មនុស្សទាំងឡាយវាតែងតែបែបហ្នឹងឯងណាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលអាចប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អហើយបានល្អគ្រប់ដប់នោះទេវាគ្មានទេបើយើងខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តទៅសេចក្តីល្អមិនបានល្អគ្រប់ដល់ផងនោះតើមានបុគ្គលណាម្នាក់អាចប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អបានមានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលយល់ត្រូវបានបើខ្លួនឯងមិនពេលខ្លះយល់ខុសដែរនោះពេលខ្លះមិនអាចបង្កប់បញ្ជាចិត្តខ្លួនឯងបានផងនោះពេលខ្លះធ្វើឲ្យខ្លួនឯងលំបាកផងនោះពេលខ្លះធ្វើខ្លួនឯងជាមនុស្សទុច្ចរិតក្បត់ខ្លួនឯងមិនគោរពខ្លួនឯងផងនោះតើឲ្យអ្នកដតីគេមកធ្វើតាមយើងគោរពយើងឲ្យគេយល់អំពីយើងឲ្យគេស្ដាប់យើងឲ្យគេប្រើពាក្យល្អពាក្យពីរោះពិសាដូចយើងបានទេថាវាអត់បានទេបានសេចក្តីថាឲ្យគេធ្វើតាមតម្រូវចិត្តរបស់យើងបានទេថាអត់បានទេពីព្រោះអីពីព្រោះវាជាដំណើរច្បាប់ធម្មជាតិរបស់មនុស្សមនុស្សវាបែបនឹងឯងមនុស្សពធជនវាបែបនឹងឯងវាប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងកុសលនិងអកុសលវាប្រព្រឹត្តទៅជាមួយបុណ្យនិងបាបឃើញវាប្រព្រឹត្តទៅជាមួយហេតុនាំឲ្យចម្រើននិងហេតុនាំឲ្យសេចក្តីវិនាសវាប្រព្រឹត្តទៅបែបហ្នឹងឯងនេះជាជីវិតមនុស្សជាជីវិតមនុស្សហ្នឹងបើយើងយល់អំពីដំណើរនៃជីវិតរបស់មនុស្សនៃជីវិតរបស់មនុស្សយើងមិនទៅខឹងសម្បាស្អប់បទុសរាយតេះដៀលអ្នកដតីទេណាការតេះដៀលអ្នកដតីមិនមែនឈ្មោះថាការប្រព្រឹត្តនៅធម៌ល្អប្រព្រឹត្តនៅធម៌ដ៏ប្រសើរទេហើយផ្ទុយទៅវិញវានឹងបាននៅសេចក្តីទុកត្រឡប់មកឲ្យយើងវិញណាដែលយើងប្រព្រឹត្តហ្នឹងណាហ្នឹងហើយគ្មានសេចក្តីណាដែលវាប្រសើរគ្មានសេចក្តីណាដែលវាល្អទេកាលណាយើងប្រើពាក្យមិនល្អហើយនោះវាតែងតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើមិនល្អវាតែងតែធ្លាក់ចុះនៅក្នុងអំពើមិនល្អហើយណាដូចជាខ្ញុំកណថាភាពលើកអំពីជំពូការជីវៈពីម្សិលមិញណាកណកូនចាស់ជំនាញបានយល់ចូលចិត្តហើយអំពីរឿងជំពូការជីវៈនោះហ្នឹងហើយដែលកើតនៅក្នុងពុទ្ធបាទនេះណាគឺកើតនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សដែរប៉ុន្តែរងទុក្ខវេទនាស៊ីលិមុខស៊ីអីរស់នៅលើផែនដីជាមនុស្សកោសោតដោយនឹងធៀងថ្នោតជាមនុស្សមិនមានខោអាវស្លៀកពាក់រស់នៅបែបនេះអស់រយៈពេល55ឆ្នាំនោះអាហ្នឹងដោយសារតែអំពើទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនដោយសារតែពូពាកតេះដៀលណាដោយសារតែការពូពាកតេះដៀលនោះហ្នឹងហើយហ្នឹងនៅមានរឿងរ៉ាវច្រើនទៀតដូចជារឿង
អាចាសតោពមាណាអាចាសតៈណាអាចាសតោនោះណាបានន័យថាសំបីតែនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលយើងមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដូចជារឿងភិក្ខុទេសៈនឹងជាដើមណាភិក្ខុទេសៈហ្នឹងគឺជាព្រះភិក្ខុដែលលោកបានសម្ដែងនូវធម៌ចន់ខ្ពួងនឹងឲ្យលោកតែងទៅទទួលនិមន្តឆាន់ពីជាងជាងឆ្នៃនៅគ្រឿងអលង្ការសព្វថ្ងៃគេហៅថាជាងឆ្នៃគ្រឿងអលង្ការអញ្ចឹងណានៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលលោកហៅថាជាងជាងធ្វើកែវមណីនឹងដែលប្របាទបសេនីកោសលបានឲ្យរាជកម្មាតណាឲ្យរៀបឲ្យបរោះដែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គនឹងយកជាងមកឲ្យជាងអ្នកកែវមណីនឹងឆ្នៃថ្វាយឆ្នៃធ្វើជាគ្រឿងអលង្ការណាមកដុំអញ្ចឹងមកតែបញ្យោមកគួបណាគាត់ជួនជាមួយនឹងជាងគាត់កាន់សាច់គាត់កំពុងតែហាន់កំពុងតែប្រលះសាច់ហ្នឹងឈាមក្រហមច្រាលនៅដៃប្រឡាក់ដៃអញ្ចឹងក៏ទទួលកែវមណីហ្នឹងពីរាជអាមាត្យហ្នឹងមកណាទុកនៅក្បែរសាច់ហ្នឹងលើជ្រុញហ្នឹងណានិយាយអំពីសាច់ក្រៀលសាច់ក្រៀលកណាឃើញកែវមណីប្រឡាក់ដោយឈាមក្រហមឆ្អិនឆ្អៅអញ្ចឹងសំគាល់ថាសាច់ណាសំគាល់ថាសាច់សំគាល់ថាសាច់អញ្ចឹងក៏លេបកែវមណីចូលក្នុងពោះតែដល់ពេលជាងកែវមណីហ្នឹងត្រឡប់ពីលាងដៃសម្អាតដៃអញ្ចឹងមកមកយករកកែវហ្នឹងវាអត់ឃើញណាអត់ឃើញនឹកឃើញទេមានពីណាបាត់តាណាចេះភ័យខ្លាចព្រោះបោះស្ដាច់ផងណាតែបាត់ទៅខ្លាចស្ដាច់នឹងដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌខ្លាចអាចនឹងធ្វើកម្មផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាធ្វើសិកអេទោសដល់ខ្លួនអញ្ចឹងភ័យខ្លាចសម្បាលណាភ័យខ្លាចហើយក៏សួរព្រះភិក្ខុទេសៈដែលជាព្រះបានសម្ដែងនៅធម៌ចន់ខួងនៅលោកបានសម្ដែងប៉ុន្តែលោកមិននិយាយប្រាប់ថាសត្វក្រៀលនឹងលេបទេព្រោះលោកឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកពីព្រោះសត្វក្រៀលនឹងលេបទៅលោកឃើញតែពេលសួរទៅលោកថាលោកអត់ឃើញលោកអត់ដឹងថានឹងបាត់ទៅណាលោកមិនឆ្លើយថាតើណាលួចតើណាអីទេមិនមត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅថាអាត្មាមិនបានលួចមិនបានយកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយសួរដែលតែឲ្យតែខឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងលោកនៅតែមិនបានយកមិនបានយកអញ្ចឹងទៅហ្នឹងខឹងឆេឆាវកំហឹងចូលហ្នឹងបាត់អស់បាត់ការគិតត្រូវបាត់ការសម្រាប់ចិត្តត្រូវនឹងខឹងមែនតើខឹងខ្លាំងណាខឹងនឹងដោយអាកប្បកិរិយាជំងឺចងាងដោយពាក្យសម្ដីគ្រប់ពាក្យផ្សេងផ្សេងណាគាត់ជួនសត្វក្រៀលនឹងទៅចុះទៅឡើងដើរចុះដើរឡើងនៅកវ៉ែជើងនឹងខឹងពេកទាត់សត្វក្រៀលងាប់ទៅមកជើងស្លាប់ទៅណាស្លាប់ទៅបានជាប្រទេសសាក់នឹងក៏សម្គាល់ថាអូសត្វក្រៀលនឹងស្លាប់ហើយសត្វក្រៀលស្លាប់ហើយអញ្ចឹងមានតែអាត្មាអញប្រាប់តាមត្រង់ហើយណែថាអូអ្នកដុំកែវមណីដែលបាត់នោះគឺសត្វក្រៀលលេបចូលទៅក្នុងពោះណោះបើលេបចូលទៅក្នុងពោះបាត់ហើយបានជាងកែវមណីនឹងភ័យខ្លួនភ្ញាក់ខ្លួនណាហេតុអីបានជាដូចគុណមិនប្រាប់ខ្ញុំកណាតាំងពីដើមមកថាអេមិនប្រាប់ទេពីព្រោះកណាប្រាប់ទៅអ្នកឯងនឹងធ្វើទុកទោសនឹងសម្លាប់សក្ត្រាលហើយអញ្ចឹងអាត្មាមិនចង់ឲ្យដាច់ធរដាច់អាដាច់សិលនឹងដោយសារតែការសម្លាប់សក្ត្រាលហ្នឹងទេកណាអាត្មាប្រាប់វាហាក់ដូចជាខ្លួនឯងនឹងសម្លាប់សក្ត្រាលហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសុខចិត្តអត់មាត់សុខចិត្តមិននិយាយអញ្ចឹងទៅក៏សុំកមាទោសសុំកមាទោសសុំកមាទោសប៉ុណ្ណឹងក៏នៅតែមានទោសទៀតណាអាហ្នឹងនេះចង់និយាយថាអំពើខឹងឆេឆាវណាអំពើខឹងអង្គការបៀតបៀនអ្នកដតីគឺមានទោសបែបហ្នឹងណាការមានទោសបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យជាងមាសហ្នឹងជាងកែវមណីហ្នឹងស្លាប់ទៅកើតនៅក្នុង
rong tuk ku vệ tên nia yang kara same same tay slap tay men tay kara nuk nong sok a tay mi mô đun su nè pan tay tuy ông pi bapun robot chim mi nang nè slap tay tay kara sok a tay pop nó nè hai sạc nga nè slap tay tay kara tay nong tay nay bapun robot chim mi nang ai lược lang chong bằng chia tay càng ai dùng bộ biết tết đi rồi mua dùng biết biên nè đó tới cứ vì ai phò bẹp nè ngày vì ai phò không bắt chụp bàn nè phong vì ai ai phò không anh ta có thể chụp phong đài nè đào tràn tới vì ai phò nè không anh ta có nè ngày nào muối về nào muối đài đài bất bạc cả nè đài mình ai nắng đừng kích về ẩm pí cam chia chia cổ xóa so, cam chi ạ cổ xóa so, nó bán nè vì nâng ai phó ngày nào mới đã vì mình ẩm nát ai phó bán nè vì mình ẩm nát ai phó bán vì nâng ai phó nên chẳng cả biết biên nè đồ tây ní cứ bà xa mà xa bút trông ao dương vi cha ham dương mình ao dương thờ tề mình ao dương tới biết biên tề cả nát biết biên nè đồ tây chú thà dương bàn thơ nơi sự đầy túc xâm ra quần ái bạn thơ nơi sự đầy túc xâm rạp nét đó nét đợt tế dương đăng hai thảo sân thì dương biệt biên nét đợt tế và còn nét nét đợt tế kê nâng biệt biên dương bình bà mình bong kê biệt biên dương cô ổn kê bà mình ổn kê cô sạch nhiệt mật phẹt khá kê đề kê sử lãnh kê châu chắc kê còm trò chắc kê kà bìa dương tế kê biệt biên nộng vệnh khởi nhé kà biệt biên chùm buộc khê nâng khê ní viết miên sự đầy sọc tế viết miên ấy viết vì không phải giải lõ thế này bà sai bà sai này dương đọc sai đòi xịt đầy lõ đọc sai đòi chữ bác đọc sai đòi côn ở thố ở nô hai cứ không biết này đọc tây mộc biệt biên dương bán này bị bố dương từng ọc nế bán đa ở bán châu nở lỡ sạch chạy thua muối bán đa ở nở lỡ phép trăm trâu muối từng ọc nế bằng hai nớ phép lõ bằng hai nớ phép ọc rắc ai từng ọc nế bán dô bán châu chật nâng ngại khơi nhé chẳng cứ vì bạn sẽ đi sọc bạn sẽ đi sọc tầng ọc này đấy cứ bạn sẽ đi sọc sọc tầng ọc này đói ông bơ lõ để dân bán to to từ về nâng anh nâng hai bàn và xa mà xa phốt trong sông đài thà cả tết đia nét ở tây cả mình tết đia nét ở tây cả mình biết biết nét ở tây đang chia thua đỏ đó mày đại dương tầng ọc này trời tế cổ rút trời tế bắt bạc tàm nè con đã ở khó ông bí còn lớn này này thua năng này thua năng anh hãy đại dịch nhóm bạc nà thoa phiếp lực lãng trong bàn chạy trong bàn chạy của đôi chì bởi kênh chùm riêng chun thật đó bông ôn môi chùm nuôn đại quạt mình cài vô chân lâm vô khó thà chê bởi cua đại cua chê làng thang xuân để kê chạp đạn nốt anh hãy nhóm bạc nà thoa phiếp xong mình quan tro xong mình sắm đài cả hai cô mấy cái không sắm bài đấy bạn còn là cả lược lang cứ sắm đài cả mình quan tro mình quan tro nơi cả nơi dây cả sạp rú nơi ẩm phơ nơi từng vừa bài mình để cái này anh ấy cái này riêng bộ phận nơi thôi nít một thời riêng bạn đã khó ẩm pi bột ở và đây cái này anh chỉ cả lược lang không hơi trời thằng ngày thằng ngày pram ca khai bậc quân cái nào đại chúng cái nào hiệp lực làng này tục chia cắt tê hay nơ miên rừng ra chỉ tràn tiết bàn tay mình bàn to thế cái nào hay phát thiên là bọt đại lực làng được nông bù lìa cả này đó chúng nói thì bấm bớ cái nào có đo bê đo bì lìa xong là mồm bàn chọc tại sức đầy này nông ngày này tại bàn năng cái nào trong cái nào thập hiệp tôi xin khẩn tay phải tôi bị xâm nặng cái này còn dành dùng nhiệt và xây cục ong cục trục phòng đá cái này lộ miền ca lược cả hơi miền ca lừa lụt và khát thằng đá tôi xin mệt ta khẩn tay phải tôi mà đào ong chùm cả ná đời sức đầy ăn cua nhà xôm cái kim pơ đào cái này còn chắc cục ong xôm chuyên pơ đào dùng nhiệt và xây cục trục xôm ở chùa sao tên năng phật tử buồn và ca từ dụ và nặng sắc khát lẽ nè cộng bay kinh kiện lại nè xôm nè mạc sĩ ca lia hay nè xôm nè châm ràng bờ liền.